Top 7 đoạn văn nghị luận về mục tiêu trong cuộc sống. Top 1. Trong xã hội có người thành công danh toại, cũng có kẻ suốt đời lao đao, lận đận, chẳng làm nên chuyện gì đáng kể. Có người sống không hề băn khoăn về mục tiêu sống, tựa như con tàu ra biển, không xác định hướng đi, sống không biết ai, chết chẳng ai hay. Lại có người ý đồ thì rất lớn mà sự nghiệp rất nhỏ. Chuyện thành công hay thất bại do rất nhiều nguyên nhân tạo nên, trong đó chủ yếu là tính mục tiêu. Con người phải có mục tiêu sống. Mục tiêu sống tốt đẹp là nguồn động viên con người phấn đấu để đạt được kết quả tốt đẹp hơn, sống hữu ích hơn trong xã hội. Mục tiêu là kim chỉ nam của con người, cho nên con người không thể sống làm việc mà không có mục tiêu nào cả. Con người có trí tuệ soi sáng nên thường đặt ra yêu cầu cụ thể trước mỗi việc làm, hay còn gọi là mục tiêu hành động, và trí tuệ chi phối mọi suy nghĩ. Loài người thường dùng lý trí để phân biệt đúng sai, nên hay không nên khi hành động. Hành động thiếu mục đích thường không có hiệu quả. Trước khi làm một việc gì, con người thường đặt ra mục tiêu ấy. Từ trước tới nay, đã có bao nhiêu nhà bác học nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo trên mọi lĩnh vực để đem lại những kết quả tốt đẹp nhất, nhằm mục đích cải thiện đời sống con người. Mục tiêu sẽ mở ra phương hướng dẫn dắt mọi hoạt động của con người. Có mục tiêu, con người mới có động lực thúc đẩy trong công việc, có niềm vui và niềm tin vào việc mình làm. Hết bài.